Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì một ngày đi lên nhà trưởng thôn. Thì hôm nay mấy anh em lại trời nó cũng khô. Đấy, hơi hửng nắng nên là anh em rủ nhau đi câu. Đi câu ở ngoài suối gần nhà trưởng thôn này. Đi qua đường núi này. Đi câu ở chỗ đập thủy điện mà chỗ nước dâng ấy. Đấy, hôm nay thì mình có rủ anh Hưng nhá. Anh em hàng xóm. Đi lên đây câu. Cùng với mấy anh em ở trên Khâu Miền này. Phành lấy xe đi đường kia anh. Anh thế anh có xe chưa? Em có một xe thôi nhá. Rồi ok. Đấy, trưởng thôn đang xuống vừa lấy xe xuống này. Anh Hưng đi cùng ấy đi. Không tí xe em sợ không lên được ấy. Xe ga đi đường này hơi khó. Thế nha, tí ra anh cho cầu gọi cho. Hôm nay còn mang cả một bộ đồ câu chuyên nghiệp của anh đi. Đi được không hay đi bộ lên? Có. Đi đường mà. Đường không trơn đi được mà. Thì em không đi xe em luôn. Hôm nay có 5 anh em đi thôi. Trưởng thôn với cả chú của trưởng thôn với cả ông anh trai. Hôm nay xem đi câu xem là có được con gì không. Giờ mấy anh em đã đi xuống đây và để xe đây nhá. Để xe đây xong là bây giờ là đi bộ đi thôi. Không đi được xe. Lại có thêm một thành viên là em trai trưởng thôn. Mặc áo xanh này. Suối này có cá không trưởng thôn? Suối này chắc có cá bé thôi nhờ. Chắc có cá bống, cá khuy kia thôi. Đông người phết nhờ. Anh em đang đi qua băng một cái nương. Đây là nương sắn à? Đất này tốt nhờ. Nhìn đất này mà trồng rau, trồng cỏ thì ôi rồi, tuyệt vời luôn. Đất đen, đất tốt, đất màu ấy, nhà anh Hưng nhỉ? Anh Hưng hôm nay lên đây lần đầu tiên đấy. Cái này nước vẫn còn bé lắm. À suối ngay ở dưới này được phải không? Tí mình câu từ trên này xuống à? Hay câu từ dưới này lên? Câu từ trên này xuống đấy. Đàn dưới có vũng sâu à? Dưới có vũng sâu. Sâu không? Tầm khoảng mấy mét? Có cái 7 mét, có cái 5 sông mét có. 7 mét cơ? Anh sao? Có một vũng ở dưới kia là 7 mét đấy. Sâu phết nhỉ? Nhưng mà nó cũng hẹp không? À đây suối này thì chắc có cá ấy nhiều thôi, cá bống kia nhiều thôi. Nhờ các loại bằng đầu ngón tay út này này. Ờ, thế đấy đúng là cái lưới câu hôm nay anh lấy vào đây là chuẩn loại này luôn đấy. Này thì hôm nay chắc là câu được loại cá đấy à. Anh Hưng mang cả một bộ đồ câu mười mấy cân đi. Bên trên kia sâu không Hoa ơi? Ôi suối này trong vắt nhờ. Nước suối rất là trong. Bây giờ buộc dây cần á. Trưởng thôn. Có chưa kéo không? Khoan. Cần dây cước các kiểu đấy đây hết rồi. Đâu trưởng thôn chơi trò gì? Xem à. Buồn run đây. Buộc run vào đây à? Buồn run đây câu.
xong là giật lấy cái rổ. À cái này em biết rồi, cái này em thấy nhiều rồi. Đây anh làm một cái cần đi. Chuẩn bị xong rồi bắt đầu mình mới câu thôi. Thì em cũng làm một cái mà. Thì ai mà câu được nhiều thưởng. 50.000. Được không trưởng thôn? Trưởng thôn câu được nhiều hơn rồi. À. Sáng đi á? Chắc chắn chưa? Nước lạnh không? Không. Nước không lạnh mấy đâu. Nước này được. Để dép ở đây được không nhỉ? Tí mình đi, mình mang đi, đi theo. Nhưng mà tí mình câu từ dưới này lên này. Mình câu từ đây xuống. Thế cứ tải để tạm đây được nhỉ? Anh cứ bóc ra hết đi. Nhưng mà tí là cuộn vào là được. Đấy lưới câu mua ẩn hộp luôn. Thao mà giật. Chỉ mua ẩn nắm. Đây này, anh bảo anh cần mua làm gì, ai không vào hộp kia đi không vào đi mua cái đấy. Đồ của anh Hưng chắc phải chắc phải tầm khoảng đồ mấy chục người câu mới hết đấy nhỉ. Thế mà em không biết, em tưởng anh chỉ chơi nguyên cần to thôi. Cố gắng dài đi. Bây giờ mấy anh em đang chuẩn bị cần nhá, xong bắt đầu mới giật. Đây bật lửa đây. Câu kiểu này khó ăn lắm. Ui đây. Anh đây nó bơi này. Được không? Không thấy cá. Không thấy cá. Chả thấy cá đâu à? Câu nào chỗ nào nông thôi. Hay bây giờ hết rồi. Hả? Đây này, chỗ này này. Được không chị thôi? Chưa thấy con nào giật à? Con cua đây. Toàn thấy cua. Không, cái này lấy cái lưới câu kia câu sướng hơn. Thấy không trưởng thôn? Nó vẫn ăn à? Vẫn còn cua nữa, nó cũng sợ cua nó đi nó nào. Cua nhiều à? Vẫn ăn đây chứ. Trưởng thôn giật trượt hai phát rồi. Cua đâu? Thế tí cái này lấy cái lưới câu là câu được ngay. Nếu mà nó có ấy. Thật cua. Trưởng thôn đi làm một cần đi. Cái này giật khoan thua đâu, bởi vì nước nó sâu ấy. Cái này lấy cái cần, lấy cái lưới móc kia, móc run vào là câu được mà. Lúc nó xuống nước làm, bây giờ đây nước đang nước không có vống này. Thế thử đó. em thử bắt cho anh một con này mà. Thì giật cho xem nào. Hay là được cái nó xét thôi. Được. Được không? Chắc chắn không? Chắc chắn. Nào, đâu? Nó có thì sợ không cắn ơi, cá bị được ngay. Sao không cắn, cá nào mà chả cắn. Sợ là không ấy được chứ. Đâu, đấy đâu. Đấy, anh kinh nghiệm chứ. Chỉ được cái gì, chém gió. Được một con anh cho 10.000. Được đâu. Thật. Thế này nói thế cá lại sợ. Con này nó... Đấy, con này có tí này. Con to. Bé quá, nó không ngập thì con run thì làm sao mà nó giật lên được. Cái này phải lưới móc cơ, lưới móc. Chết hết rồi. Cá rồi.
Con 10.000 cứ giật lên đi. Tính tiền luôn. Nếu mà không, em không giật được thì em phải giả lại anh 5.000. Là phải gấp chia đôi phải không? Ờ. Mất 5.000 chưa? Đâu. Mất 5.000 nhá. Mất 5.000 rồi đấy. Boom. Bé tí, con nào bé tí nó không dám lấy con run mà. Bé nó có ngậm được con run của em đâu. Con run thì to hơn con cá làm sao giật được. Mất 5.000 rồi nhá. Em câu chỗ nào nó sâu tí nó mới có cá. Suối ở đây trong vắt mà nhỉ. Suối ở đây rất là sạch. Đây này, cho xuống đây mà. Đây. Ừ. Không, gần chỗ này này. Đấy. À, xuống dưới này đi. Anh nhìn. Không ở đấy đâu. Cái này cũng được ăn thua. Điện thoại mà rơi xuống đây có lặn được không nhỉ? Cái này nông mà nhỉ? Nhưng mà nói chung là nó ngập đâu. Ngập chứ. Cái này còn đang giả. Này 2 mét đây, hơn 2 mét. Anh em vừa di chuyển từ trên kia xuống đây. Dưới đoạn này có vũng sâu hơn. Cái này mà không tối. Bây giờ đang giảm ra. Đoạn này sâu anh nhỉ? Sâu, dành này ngã, không tối. Này sâu quá. Khu này chắc cũng ít người vào câu thôi nhỉ? Rậm rạp quá. Con này có một lọc vừa này nó luôn. Ở đây bình thường có cá gì không? Này, cá nheo gì không? Cá? Ừ, bình thường ấy. Có bao giờ câu được cá nheo không? Không, đây không có. Đây không có cá nheo đâu. Ở đây là hay có cá gì? Trưởng thôn. Đây có cá. Từ thường trước ra đây câu thì câu được cá. Thường là cá chép của họ trên ao ấy. À, cá chép ở ao á? Cá chép ở ao nó sủng ra thì nó cái này cái đây. Mưa to là nó sủng ra đây à? Cá mương. Cá mương à? Ừ. Khu này cũng rầm rạp phết đấy chứ nhờ. Dưới kia còn có một con thác kìa. Tí sẽ xuống dưới kia nhá. Bây giờ anh em đang câu trên này. Ba người ở trên, ba người ở dưới này. Với mình câu một lúc mà không được. Anh Dùng này được thêm một con rồi đấy. Cô được 2 con. Tổng là được 3 cân. 2 con tổng 3 cân. Sao đấy anh Hưng? Ủi dồi ôi. Chưa ra. Giật to không anh? Nặng cân không? Cá to à? Em phải sang đây phục anh mới được. Giật trượt à? Thế em ở đây phục anh nhá. Các bác xem video đừng hồi hộp nhá. Cứ bình tĩnh, kiểu gì cũng được. Hôm nay đã mời cả cần thủ dưới Hà Giang lên câu mà. Thả xuống dưới đi. Cố đi đoạn dưới đi. Cho anh, đâu anh? Đây. Đem cất cho. Cá bóng này. Ôi dồi ôi. Con này to nhỉ. Đây là nhờ, nếu mà miền Nam người ta gọi là cá thòi lòi ấy. Đúng không anh? Nhìn to như con thòi lòi thật. Đâu để em đi cơ. Tìm nó đọc nó hay xong. Cái gì được không nhỉ? Ở nhỉ. Ở dưới mình không có loại cá này đâu nhá. Có cá bóng này nhưng mà nó không to như thế này.
cá kia nó bé hơn này, kéo mút quá. Lấy đi và rổ. Cứ 2 phút giật một con là được. Con của anh Dụng khoan thua này, con này mới to này. Úi dồi, con này không phải bán luôn. Cổ cứ nhấc lên nhấc xuống ấy, tập thể dục à? Giật 2 phát phải không? Cổ chuẩn bị pha giật kinh điển lên toàn cua. Mình quay video nhưng mà mình trốn vào nhá, không đúng đậy luôn, co cụm luôn. Đấy, anh em vừa câu ở đây được một lúc thì được tầm khoảng độ hơn chục con rồi. Toàn cái loại cá này thôi. Đấy, anh Hưng vừa được thêm 2 con ở trên. Tí sẽ lấy vào trong lọ này cho nó sống này. Cá này thả vào trong lọ nó vẫn sống được nhá. Hơn chục con rồi đấy. Với cả 2 con cua. Thanh niên Cù lại được thêm con cá cá mương à? Mương. Hả? Lớn ngứa lại vớ hơn trường nhỉ? Con này phải ăn run kìa. Con này ăn run thì đúng là ngày chết của nó. Đây cá mương. Cá này ít ăn run lắm nhá. Cá này chỉ ăn nhiệt ăn ấy thôi. Ờ, trứng kiến với cả nhộng ong ấy nhờ. Con này ít ăn run lắm, chắc nó đói quá. Nhà ăn máy thôi mà. Mương anh ạ. Ăn may giật được con mương. Con này để anh kiểm tra cho nó mù mắt rồi nhá. Con này mù mắt thật cô ạ. Bây giờ anh em mình tiếp tục di chuyển đi xuống bên dưới nhá. Vũng nó sâu hơn với lại rộng hơn. Đi cô, di chuyển cứ đi đi, anh khác mang hết đồ đi, anh cứ đi được. Di chuyển xuống dưới kia chắc là thấy trưởng thôn bảo là vũng nó sâu với lại vũng nó to hơn, có nhiều cá hơn. Hôm qua là mấy anh em câu dưới kia là được nhiều. Cô ơi, tí cầm cái rổ này đi được không? Em cầm cái rổ này đi để anh cầm hết đồ này đi nhá. Hôm nay anh em là mang cả mì tôm nhá, với lại một ít đồ ăn đi theo. Vì đi câu này phải câu cả buổi. Đấy, mình vừa ở từ trên kia xuống lên đây. Đi không kịp anh em bởi vì cầm nhiều đồ quá. Khu này lại có cái thác rất là đẹp. Ui, trưởng thôn ơi, trên hoa gì đẹp thế nhở? Hoa vàng cái đẹp thế. Đẹp thật đấy. Chảy xuống đây rồi. Nước trong veo. Được con nào không trưởng thôn? Từ lúc có 2 anh em ngồi đây chưa được con nào à? Trưởng thôn là tình là từ đầu đến bây giờ là chưa được con nào rồi. Hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Chưa được con nào, chán thật đấy.
Hôm nay câu kiểu gì ấy? Hả? Cá không cắn câu à? Đoạn này nước nhìn sâu thế nhỉ? Anh Hưng với Hoa đi trước à? Hôm qua bọn anh là câu được đâu? Anh Dùng dưới vũng khe dưới kia cả. Thế đi xuống dưới kia đi. Chuyển ra di chuyển đi. Đi chuyển thôi anh ơi. Di chuyển xuống dưới kia câu xem được nhiều không? Phải tâm sự thật với các bác là trên này view rất là đẹp luôn. Nước suối thì không trong mấy nhưng mà cái cảnh nước suối chảy này rất là đẹp. Đấy, quay ca một vòng cho các bác xem nha. View cực kỳ là đẹp. Hai bên là toàn hầu như là rừng nguyên sinh. Ở đây 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 đây. Anh Dụng lại vừa được thêm một con đấy. Trên này cứ có loại cá này thôi. To quá. To quá. Hôm nay toàn được con to. Anh cứ để đây đấy. Cô lấy cái chai ở trên kia về thì cho vào. Cứ để đây được. Cô đang đi sau cùng nhất. Đi rừng đi núi này là phải đi cùng nhau. Không là chẳng may là trượt chân các kiểu xảy ra một vấn đề gì là còn là hỗ trợ nhau nhá. Mọi người nhìn thấy bình thường này thôi nhưng mà đi những cái vách này này, vách đá này là rất là trơn. Chẳng may mà có trượt chân xuống là lăn xuống đây là không biết bơi là xong luôn. Đấy, mình vừa câu vừa giật được một con dầm xanh nhá. Trưởng thôn hỗ trợ này. Đúng cầm một phát ngồi cùng trưởng thôn. Hai anh em đang tâm sự nhau, giật được con dầm xanh luôn. Con này dầm xanh, đi cho vào bao kia đấy. Con dầm xanh nhá, giật được vũng sâu rồi luôn. Bên trên anh Hưng cũng đang giật mà không biết là có được không. Anh em bây giờ đang thi nhau giật. Nào chủ thôi. Chỉnh cái mồi này cho anh ấy. Giật phát ăn luôn nhờ, sợ không? Đây, vừa ngồi đây. Ngồi cái mỏ cao nhất này. Hay mồi à? Đi lên tôi lấy chỗ anh Hưng, lấy run bên anh Hưng. Ngồi mỏm đây đúng thật được con to nhất. Hôm nay là quán quân luôn. Nếu mà treo giải chắc là đứng nhất rồi. Anh ơi, anh em lợi hại chưa? Ôi giời, đứng vát đây giật được luôn. Vũng này rất là sâu. Khu này cá dầm xanh rất là nhiều. Đấy, đang ngồi đây câu thì thấy anh Hưng bảo là được một con. Trưởng thôn cầm câu nhá. Anh đi lên trên đấy xem là anh Hưng được con cá gì. Xem là có khủng không. Có bằng con của mình không. Vừa được con được con dầm xanh. Con này nước sâu kinh thật đấy. Tao anh ơi. Tao không? Bé cũng được, miễn là được, được. Đâu anh xem nào. Cá xịn, cá xịn. À, con của anh bé hơn con của em. Mang đi đâu thả cho nó sống. Con của anh bé hơn, con của em to hơn của anh. Vừa gục một cái xong. Được luôn.
Loại này chắc nhiều đấy nhở? Loại này á? Loại này ít lắm. Không có nhiều anh? Ờ, không có nhiều. Loại này nhiều á, câu loại này ăn sướng lắm. Cá này là tuyệt vời rồi nhở? Những này sâu lắm nhở? Sâu. Đi xuống ra đây. Ở đây mình cũng ngồi lâu rồi, cũng được hai con, ba bốn con, à được nhiều đấy chứ nhở, tính cả cá bé cái nhiều mà. Đây còn vào chục con ở đây à, nhưng mà cá thì nó thật là toàn cá bé. Cái chai cầm chưa cố ơi? Chai em cầm rồi đi. Anh Hưng lại được thêm một con à? Thế chứng tỏ cũng được nhiều khá khá ở đây đấy. Càng đi xuống đây thì nó càng nhiều vũng sâu hơn và rộng hơn nhé. Trên đầu nguồn thì nó hơi chảy xiết. Đây củi đây đây. Trôi ra đây. Mưa lú nó trôi nó dạt hết vào bờ. Đoàn này đi nguy hiểm đấy nhở? Trơn không? Chủ thôn ơi. Đấy, đeo vách núi này cơ mà. Đi được không? Quay cho mọi người xem trưởng thôn đi. Sợ luôn. Vách đá này thực ra là nó là thẳng đứng rồi. Mình đi được lên đường trên. Đường dưới không dám đi đâu. Lên cổ xuống là coi như đứt luôn. Đi đây phải đi rất là cẩn thận. Vừa đi vào bám vào những cành cây này. Thế này rất là sâu. Từ đây xuống dưới kia nó phải rơi vào gần chục mét. Ây xa. Cả này ghê quá. Đây đang cố quay cho các bác xem này. Như kiểu đi thám hiểm rừng đấy. Bác nào ưa mạo hiểm thì rất thích đi. Nhưng mà bác nào sợ thì thực ra không dám đi cái đường như kiểu này. Vừa rậm rạp vừa sợ rắn lại còn vừa sợ. Ôi dồi, đoạn này càng ghê hơn này. Đoạn này nó đúng chỉ có một cái rãnh thôi. Từ đây có thể nhảy sang đây được. Dòng suối nó chảy đi xuống thế này. Đoạn này ấy nhỉ? Khoa nhỉ? Đoạn này nhảy xuống kia được mà nhỉ? Được mà. Ghê thật. Không dám nhìn. Ở phát để kia. Mấy anh đi sau rồi dưới đi. Ôi dồi ôi, dưới này còn vũng còn kinh điển hơn. Sâu hơn, rộng hơn, dài hơn. Ai da, ở đây còn sâu hơn nhỉ? Có con chim bói cá ở dưới kia chứ phải không nhỉ? Đây, nhìn hoang vu thật đấy. Ấy, phải câu ở loại này này. Câu ở những cái chỗ nó lặng nước này nhìn sướng hơn. Đây chủng thôn ra đây này. Phát cho đoạn này này, ngồi đây này. Ngồi chỗ nào thế nó đẹp đẹp tí. Đấy đoạn này nó đẹp anh Hương ạ. Câu nó phải lặng nước một tí nhờ.
câu nước chảy xiết quá, khó câu. Trưởng thôn giật phát rồi á? Nhìn đi cô. Đâu? To bằng con giun không? Con cá này to bằng con giun không? Con này mày cũng câu được, anh phải phục mày cô ạ. Nhưng ai mà câu được con này thì hơi bị giỏi đấy nha. Nếu mà nó còn không có đơn vị để mà tính cơ. Gam là đơn vị bé nhất rồi. Đúng rồi. Kinh nhờ, đấy sâu thật đấy. Quá sâu luôn. Bên trong này, trên này nó rất hẹp nên là nó đến lúc mà mùa lũ là nó tống hết. Tống hết nước từ trong ra nên là cát nó tụ hết ra ngoài này. Nên là vùng trong này nó rất là sâu. Kiểu gì cũng có cá. Cái này to nhỉ? Cần to của anh thấy những nước này tí nhéo lên còn cổ tay. Ừ, nó nuôi hết cả. Thằng thốt câu vào chỗ ép vào gần kia chỗ xanh xanh nhất này. Tôi để đây đã, tí lấy đi sau. Cô câu được một con to đùng. Thả cái để đâu nhỉ? Để đây. Ở chai đây này. Em chờ bạn luôn. Giật à, anh. Ui, đi có được. Lưỡi to quá, cần này. Đúng được. Cần này lưỡi to quá. Toàn này một mình, một mình ngồi câu đây, em chắc em không dám ngồi đây đâu. Nước nó sâu, rồi đoạn này nó có cái... Đây. Nó chui qua cái đoạn này này, ghê thật đấy. Sợ thật. Chứ mà em có chui tận đây xuống dưới kia cơ mà. Đây này, trưởng thôn ngắt cho một đoạn. Còn đâu anh? Còn 2 con. Đúng vào đi đào thôn đi. Nhà đoàn này sợ câu được nhiều cá chứ. Đoạn này có cá. Có cá đấy. Cắn ầm ầm. Đoạn này nó dồn lên đây hết mà nhờ. Được rồi. Giờ à? Bạn này máu lửa đấy nhỉ. Bốc đấy. Cả thân lại giật giật lại đẩy nhau vào xuống đây. Chúng tôi hạ vào gần bờ thì đến giờ đến. Đến đáy chưa? Nhìn bạn này nó có cái hang vào đây, sợ chưa? Úi đời 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 đời, đời giật giật được rồi. Vội quá. Khoan thua. Ông nào đi đào du đi về đấy câu cắn hết. Đấy, được mà anh. Ở đâu? Đấy, rồi. Mình chỉ là loại này thôi nhờ. Cá này ngon, cá này mới là ngon. Cái này đặc sản luôn. Cái này, cái của cần mình. Được. Đây, vẫn dính, vẫn dính. Kéo được, dính. Không được, không được. Con dao đâu? Anh cần mà. Con dao để dưới. Em lấy à? Đây. Đấy, được hai chai rồi nhá. Một chai dưới kia là gần đây rồi. Đây để chai đây nhá. Run ở đây. Anh đơn chỗ quang quang kia xem có. Bên trên kìa. Dạ yeah, chắc là có. Khu này vớ vẩn là còn nhiều cá hơn nhỉ. Ôi ước nhìn thấy gì chưa? Đấy, quan trọng anh phải bắt con này chứ bọn em bắt con kia thì không thua. Con to này cả. Cá bóng, à, con kinh cá nhờ. Bóng này bóng bang mà nhìn thấy con bóng này. Đâu rồi em xem nào. Lâu lắm mới nhìn thấy nó đấy nhỉ. Ồ, ừ. Cá này mà to thế nhờ nào.
đúng là được một nửa găng tay rồi nhờ. Đấy. Gần một găng tay. Gần một găng tay. Nhìn qua camera thì nó rất bé nhưng mà thực ra nó rất là to. Đây so với cổ chai to này đấy. Đây cổ chai bia nhá, to bằng cổ chai bia luôn. Con này con chắc này con ở ngoài thôi. Không cho vào trong được. Con này sợ nhỉ? Đấy, quan trọng cần. Nếu mà vào được cái gì? Đó. Con này to nhất nhở, cẩn thận lại mất nhá, nó nhảy đi lại mất là xong ấy. Từ nó biết bay. Em nghĩ phát này em dính vào cua rồi. Lùi. Con đấy giật mới sướng nhở, có cảm giác luôn. Từ lúc anh em mình ngồi đây câu là trưởng thôn câu được hơn chục con rồi. Dính rồi. Mình câu được bốn con. Ừ, cướp của anh à? Ôi rồi con này cũng to, ôi rồi ngang cơ ngang cơ. Ôi bây giờ con bóng vàng, con kia bóng đen. Con này con đực, con kia con cái. Hai mẹ con rồi. Không, con này con cái rồi. Ôi con đực. Sợ nhờ? Sao cá này nó lại to này nhờ? Em còn chưa thấy con bóng là to này đấy. Bóng mình ở hồ không bằng được bóng này đâu. Như này mới sướng. Con này thực ra nó là con này bóng cái màu con vàng, con kia màu đen bóng đực. Nó sắp thành tinh đến nơi rồi. Đến giờ to nắng này cơ mà. Đến giờ nắng nó ra đấy. Sợ nhờ? Đấy bắt đầu trời là hửng nắng dần rồi đây. Để đâu ấy, con kia anh để đâu? Anh để vào đây. Mặt trời kìa. Chú bóng. Sợ nhờ? Ui bóp chết rồi. Bóp chết nếu không ấy thì. Ui bóp nó làm gì kệ nó. Thì nó lại. Úp vào. Úp còn con này nữa anh. Ui khô hết rồi. Không sao. Ôi, con này còn sống nữa. Cua. Để sống rồi đây. Nhảy ra được. Không nhảy đâu. Để rồi đây này. Sướng nhỉ. Đến giờ cá to ra ăn rồi. Để lấy con này nhá anh gấp nhá. Trưởng thôn được vẻ đơn được hơn chục con rồi nhỉ. Mình được 5 con, anh Hưng được 1 con. Tổng cộng là gần 20 con ở đây rồi. Bây giờ bắt đầu câu tiếp nhá. Câu để lấy thành tích tiếp. Được nhiều lắm rồi ấy. Còn mấy anh em thì đi xuống dưới kia câu trước rồi. Của anh. Đâu? Cá của hai người à? Đấy thành quả của anh em mình chiều nay đây. Câu được từng này. Đây, cá này. To bằng đầu ngón chân, bằng ngón chân cái này. Đi nướng rồi nhỉ anh Hương nhỉ? Nướng rồi. Cá này nướng được mà. Không phải tí, kể cả nhiều này, nửa nấu rồi nướng. Phun nước giờ đó. Không thì nấu, không thì nấu lam cũng được. Nấu lam và ống tre nhỉ, chủ thôn nhỉ? Ừ. Ống nứa ấy. Đúng rồi, cho vào ống nứa. Cho vào ống nứa, xong cho lá chua vào. Đấy mình còn mang cả thịt chim bồ câu đi cơ mà. Được không? Dính không? Anh Dụng mặt buồn đấy. Chắc là không được con nào. Được con nào anh? Xịt à? Anh có biết câu ở đây và em câu được mấy chục con ở đây à? Cái này tính ra cũng được à. Ây da, anh ạ, không phải ít đâu nhá. Nhìn đây thôi nhá, đây này. Một túi bóng to này nhá, phải đến gần cân. Cân thì không nói nhưng mà đến gần cân. Chẳng có độ 8 lạng gì đấy. Chắc là cũng được con này rồi, mấy con này thôi. Được không anh? Đấy, lại tiếp tục đây. Đùa, những đi câu con cá bóng như này là quá sung sướng thật. Cũng một tao còn to tốn rồi. Cho một túi bóng đi. Càng chiều tối mình câu còn được nhiều nhá nhỉ. Anh được một con à? Cả buổi chiều mới được một con. Thế tí thì được ăn một con thôi nhá. Em cũng được một con, em ăn một con. Em với anh ngang cơ. Hôm nay trưởng thôn là ứng cử viên câu được nhiều nhất. Bây giờ không đếm được rồi. Thứ hai là anh Hưng. Thứ ba là Hoa. Thứ bốn là Cổ. Nhưng mà Cổ lại bắt được nhiều run.
chuyên đi kiếm run cho anh em câu. Đây, thử nào, giật đi. Thể hiện đẳng cấp đi, trưởng hương. Ôi giời to, ôi giời to. Được không? Bây giờ nó lại di chuyển sang kia rồi đó. Đấy, được một con à? Con to vết đấy. Được các nhỉ? Bây giờ nó hình như là nắng lên thì nó lại di chuyển xuống dưới kia rồi. Lúc đầu là câu ở trong này là được nhiều này. Đấy, hết sạch tí rồi này. Xuống dưới bây giờ chắc nó xuống thật đấy. Bắt đầu nắng ra rồi. Ý, con này to rồi nhờ. Con này con cái. Không phải con đực là con đen này. Thấy đấy, anh cầm con đen lên cho em. Hai con, có một con ở dưới đấy. Anh tìm ra. Ở đâu nhỉ? Đây. Đấy, anh cầm hai con vào. Run ở đâu nhỉ? Anh cầm ra bàn tay này. Đấy, thấy chưa? Đây em là hết rồi. Ừ. Rồi, tới nhá. Con to rồi, ngầm bắt con to. Em chưa thấy con cá bống nó to này bao giờ thật. Dạ. To bằng bàn tay anh nhỉ? Yeah. Ừ. Hai con. Được chưa? Được rồi anh. Nhìn trong camera nó rất bé nhưng mà ngoài đời thật nó rất là to. Với đoạn này được nhiều nhất. Ở trên này nông hơn. Câu tí nữa xong anh em mình rút lui thôi nhỉ. Tí mình đi lên đường trên này nhá. Đi qua đoạn này đi lên đường trên này. Xong là đi lên chỗ để xe. Đồ đạc là vẫn mang theo đây. Hôm nay mang cả mì tôm đi nhưng mà hiện tại anh em chưa ăn cơm đâu. Tí chắc nấu mì tôm ăn. Đi từ lúc 9 giờ sáng rồi. Mà bắt đầu đi vào đây rồi. Bây giờ mấy giờ nhỉ? Xem. 2, 3 giờ rồi. 2 rưỡi rồi. Bây giờ 14:22. Anh vừa bắt được đâu ấy? Hả? Không bắt được con cua này đâu. Ngay đây mà. Đây á? Ừ. Đây cua nhiều nhỉ? Ừ, cua nhiều. Đấy, vũng này sâu này cơ mà. Mấy anh em lại đi tiếp tục đi xuống dưới này câu một tí nữa nhá. Bây giờ mình với anh Dùng sẽ đi lên trên trước để mà chuẩn bị đồ. Mình lên nhóm bếp trước thì nhỉ anh nhỉ. Cá này nướng một phần nướng một phần nấu canh chua. Đi lên đường nào anh? Đi đường này lên à? Đồ hoa thì lên sau nhá. 30 phút nữa lên nhá. Anh với anh Dùng lên trước nhóm bếp nướng cá nướng chim trước đây. May là có mang cả mấy con chim bồ câu đi nướng. Thực đoạn này ghê quá kìa. Sợ thật. Đầy nước nó chảy vào đây hết này. Cây cỏ các kiểu là nó mắc ở đây này. Chảy xuống đây. Không chảy qua đây nha, đi thông xuống dưới ngầm nha. Nó chả khác gì một cái cống ngầm luôn. Đấy. Mấy anh em là bảo câu vũng này thêm một tí nữa. Anh Hưng với cả trưởng thôn là đang câu ở đấy nốt xong là tí lên sau. Mình với anh Dựng là đi về trước để nhóm bếp nhá. Hiện tại mình với anh Dựng đã đi lên đây trước rồi. Mấy anh em với cả anh Hưng với cả trưởng thôn thì vẫn đang câu sau ở vũng sau ấy. Thì bây giờ lên đây thì mình nhóm bếp trước nhá. Nhóm bếp tí để nướng chim bồ câu. Chim bồ câu của nhà trưởng thôn sáng nay mang đi này. Anh Dựng đang đi lấy lá chua. Tí để nấu cái canh chua với cá suối này này. Sáng nay mình câu được đây. Mấy anh em câu được đây. Đấy, được tầm khoảng độ 8 lạng thôi.
không được nhiều. Còn cái nồi này là nồi để đun nước để tí nấu mì tôm. Thì sáng nay mình lên đây thì mình có mua mì tôm lên đây. Mấy anh em kia lâu đấy nhỉ anh nhỉ? Mình lên đây mình nhóm bếp, anh đã đi nhặt cái lá chua về rồi. Lá chua ở đây nhiều nhỉ? Đấy. Giới thiệu mọi người đây là cái lá chua nhá, mà hay người ta hay nấu vào cùng canh cá ấy. Cái lá này nếu mà nấu thì vò nhá, vò qua xong là được. Vò qua xong là nấu cùng canh cá này. Ăn nó chua chua. Nấu cùng canh cá rất là ngon. Còn thịt bồ câu này đưa ra ướp xong hết rồi. Sáng nay là trưởng thôn với cả anh Dựng, đây là anh trai ruột của trưởng thôn, anh cả ở trưởng thôn, đã ướp hết gia vị ở đây rồi. Anh ạ, đói ăn lá chua không ngon. Đúng rồi. Người thì lúc nãy đói ăn gì không ngon. Sáng nay trưởng thôn gọi em thì gọi lúc 7 giờ đi. Em nghe cái xong là em đánh răng rửa mặt em lên luôn mà. Em sợ là đi xa nên là không kịp ấy. Cái trưởng thôn bảo cũng đi bộ xa. Ăn lá chua. Ê, bây giờ mình xiên ngay đi nhỉ. Tí mấy anh em đến là cũng chín rồi. À, chơi kiểu này à? Kiểu này. Xiên ngang không được anh? Xiên thế này. Mối xiên hai con nhỉ? Cái vòng tay của anh là vòng gì ấy? Đồng à? Không phải đâu. Như kiểu đồng đỏ ấy. Đồng thì đắt tiền lắm. Đắt tiền lắm à? Đồng thì đắt tiền, cái này dây tiền này. Có nhầm phải lá ngón không anh? Gì? Lá ngó mà chua như kiểu này á? Lá ngó mà lá mẹ này. Em ăn đấy chua chua đắng đắng. May mà không thấy vị cay. Anh cho nó nằm ngang được mà. Cái này mình bổ phanh này nó chín nhanh rồi mà. Đấy, anh xiên vào giữa xong là lùi thụt là nó và xong đi. Nó phải xiên từ đây này. Dây kích đấy. Đấy cũng được. Xiên nào cũng được mà, miễn nó chắc là được mà. Thì nó là cũng được. Đấy, than hồng này nóng này một tí là chín luôn. Bởi vì hai bên nó toàn đá. Cái để nồi này tí để nấu mì tôm. Hôm nay mang tính chất đi chơi nhưng mà còn mệt hơn cả đi làm. Đúng rồi. Anh xiên nốt xong anh đặt ở đấy luôn nhá. Tí cái này mình nấu lá chua sau. Đói quá, ăn lá chua trước. Mì tôm không dám ăn. Tí sợ anh em nói. Ôi giời. Sao anh em bảo là lại tự dưng lại đi ăn trước. Bởi vì là đói cùng nhau từ sáng rồi. Nhưng mà sáng nay bọn anh đã ăn sáng không? Có đấy, sáng nay ăn ít được. Thế em đi ăn sáng rồi. Nơi khát nước đi ra làm ngụm nước suối luôn. Về ra trưởng thôn. Ôi, về rồi anh ạ. Được thêm con nào không? Anh Hưng đâu rồi? Không, anh Hưng mấy anh em đâu hết rồi. Hai anh kia về sao? Đang rửa tay à? Ừ. Cái gì anh? Cá. Đun nước để tí ăn mì tôm luôn chứ gì nữa. Anh đói run hết cả tay rồi. Từ sáng nay đã ăn gì đâu. Lúc em gọi lên đánh răng rửa mặt cái phi lên luôn. Em bảo là đường đi xa nên sợ muộn. Em bảo anh mới mua mấy gói mì tôm này lên luôn. Ok rồi. Có đâu, ở chỗ kia lại đi có một con bỗng giật mạnh lắm. Có lúc có con ngon hơn là cứ
lại vào đây lại sóng kén rồi. Không được anh. Không có súng cũng to lắm, cá đấy phải đợi nước đục. Thế nhỉ? Thế biết thế về cùng nhau. Không được con nào à? Chúng ấy kiểm tra trước để hôm nào đi. Xem tình hình à? Lúc nào nước đục nhỉ? Đợi lúc nào có mưa. Nó mì à? Vâng. Để lúc nào mưa đó, mưa to xong là mình lên câu là được. Làm 2 kẹp. Mấy kẹp đấy? 3 kẹp mới hết được. Anh Hương to nhỉ? Còn thừa đâu con bé nào thì cho vào canh. Cho vào canh chua. Cá quy cái hai con này thì nó lấy cái xiên luôn. Tôm nguyên một một kẹp. Không làm gì có tôm cua chứ. Cua nhầm. Nói quá tôm cua lẫn lộn rồi. Sắt chín rồi anh ạ. Sắt chín à? Cho lá chua vào luôn này. Xôi chưa? Đừng cắm cái đầu kia xuống đất nhá, tí nó sạn đấy. Đấy, chọn lá bẩn ra vát là tuốt luôn à. Cho luôn. Tí là cho cả cá, cho cả mì tôm ấy vào đây tổng hợp luôn. Trái chậm quá cái này này. Cái trái vào đây thôi nhá. Ở dưới được không? Cho ở dưới kia một cô mới chín nhanh. Cái này than còn mà, nóng mà. Cho nó làm. Anh Hưng đây là đầu bếp ở đây rồi, phải lo. Gia vị béo thôi mà đồ đồ chẳng qua đây là mình đang thiếu đồ dùng với gia vị thôi nên là mình anh Hưng là bếp trưởng nhà hàng phố ẩm thực đấy, đùa đâu. Anh cho vào nhiều, đang đói tí ăn với em ăn được 2 cành rồi mà. Nhiều quá thì nó lại chua quá. Bắt đầu sắc ngon. Cái tầm này là được, cho thêm mấy cái lá già vào ấy. Già mới ngon. Đấy, già nó mới ngon. Chua. Gì vậy? Cháy mất nồi. Này. À, đủ bé cái... thôi. Cháy cả cái nhựa này. Mai cho anh mấy cái que che kia. Đây. Đây cá quy. Ừ, nó còn phải kẹp một cua này nữa. Còn không? Anh còn kẹp không? Lấy cái kẹp kia, kẹp cua, kẹp hai. Đây. Chặt lấy ít cây để cắm 3-4 cá to này. Cá to à? Cá to phải cắm cả. Kẹp không được. Anh kẹp luôn là đầu ngoài nó ấy. Được mà. Kẹp 2 này có rồi. Chá co đó. Chá cuồng. Ôi dồi ôi. Rơi hết này. Rơi rồi, chết rồi. Đừng xoay nhiều. Người ta phải để ngang chứ. Để ngang này. Không, cái kia phải buột. Buột hai. Lại lươn vào. Lươn con bé vào trước, con to vào sau. Đâu. Cổ. Cô này chỉ được cái đào run thôi. Đào run thì đi bới run. Nó bới ở trên gần bờ suối nó vẫn bới được run giỏi thật. Hoa xong vứt cho anh một cái dây luôn. Đây em chỉnh lại con này đi, cô ơi. Đấy, chỉnh lại. Cho vào từ từ nhẹ nhàng thôi. Đấy. Tốt rồi.
Thả từ từ thôi. Thả nhiều đủ một phát là cho cả sỏi cả cát vào. Sôi dùng súp này mà. Món này cũng gọi là một món lạ trên đời đấy nhỉ. Lá chua, mì tôm này. Món này mới gọi là cá món, này. Món này anh gọi, anh bảo món này là món gì? Món tổng hợp. Tổng món tủy hử. Đây là món lương sơn bạc. Cá nó là cái tủy không? Tủy là nước. Còn cái rau chua kia là nó hử. Kẹp này bên cạn nó là hử. Kẹp này ngon nhất. Cái lá thịt bên này kho cá. Nhẹ nhàng thôi, cái đấy. Hả? Đừng chơi chiêu hỏa mù. Tí hít bụi ấy. Rau thơm rừng nhá. Lá chua, lá sung. Lá sung. Lá sung thì ngay cây to đùng đây luôn. Để lá sung rải lên cái đấy đi. Mình rải lên cái này. Ghê ghê rồi. Đấy, được cô này lại biết kê được ghế, mỗi tội nướng cá là không biết. Được cái đào run. Sáng nay đào run khoẹt khoẹt khoẹt, nhìn như kiểu con cáo ấy. Mai rủ cô đi câu cua. Đào run xong rồi mấy ông cứ đi câu rồi lại chờ về thôi. Vàng chơi chuẩn thôn, sắp được quá nhỉ. Úi, chân này là giòn lắm rồi, riêng con cua này. Không phải. Rồi đói quá nó còn nói nhầm là con tôm. Cá thì chưa được nhỉ. Cá với chim bồ câu thì từ từ. Tôi giờ thì pha nước chấm nào, súp mì đâu, ớt đâu. Ớt đây anh ơi. Súp ba lấy súp mì tôm này thôi nhỉ. Tí mình chuẩn bị ăn thì thả mì tôm vào nhỉ. Không tí nó trương lên thì được nhiều lắm. Trưởng tôn của anh ước chỉ được cái phá hại. Phá hại rồi. Phá hoại. Trưởng thôn nó bị chăm đấy, chẳng qua hôm nay rảnh mới rủ đi chơi nha. Không mọi lần là đi họp đi hành các kiểu hết. Thằng cô này được cái đập đá cũng giỏi đấy. Xuống tí đi, đói hết rồi. Đói rồi. Đói rồi. Đói thật không? Giờ người ấy. Em còn chưa được ăn sáng cơ. Đấy, 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 cho thấp xuống tí còn. Bây giờ là anh em là đang trông tất vào nồi này. Bây giờ mà nồi này mà đổ thì nồi này mà đổ thì mấy cái miếng này em không ăn nữa đâu. Có no đó. Nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ rồi bụi hết rồi. Không bụi, bụi đấy là bụi đấy, nó không sao đâu mà. Nó bụi tí nó mới ngon. Bụi yếu. Úi bụi quá, bụi quá. Nói thế thôi. Không bụi rồi. Bụi này ăn độc chết. Rồi má chí thôi làm tật nhỉ. À cái này nó có cái gì đây? Cho hết đi, cô ạ. Bóc mạnh tay cho anh. Để có hả anh? Được. Em chào anh. Không được đâu anh ạ, được mấy con bé tí. À, mất có rồi lốp lên cho anh. Thôi, thôi, thôi. Được khó lên luôn đó. Được khó là. Đấy nào. Nhưng mua được. Thế sao đó? À, không được, các bạn là cháy một nông. Phải chín thôi. Nó nóng lên mà chị đã lo rồi. Có cháy. Đừng cho nó cháy. Cháy nhìn. À đừng cho gia vị vào nhiều nhá. Có gói bột canh mình bỏ ra bớt nhá. Không tí nó mặn đấy. Bột canh thì bớt. Quê em chọc. Chọc chọc mông hả anh? Chọc mông mình. Ngồi xuống bị cái que chọc mông. Cho cái rau này vào. Rau cho hết rồi. Ngon này. Quá nhỉ. Nồi mì tôm mà nấu với lá chua. Xìa cá vạc kìa ngon nhỉ. Cá nướng này, chim bồ câu. Thế vào đây đi. Anh ơi, ngồi đi. Để vào lá không cá để đấy. Để bún rồi. Ngồi một tí em nghe mình. Đấy bồ câu này. Đây đây, ngồi đây thoải mái đi cô, lùi về đây. Tự dưng mùi tân tơm nhỉ. Nào đến mơn. Mũi của mình không chịu được rồi đấy. Dạ, yeah. Người thấy đói thế. Nhìn đây này. Nhìn cũng hoang tàn vết đó nhờ. Cho chị thua bỏ. Đúa có đủ không? Không đủ. Đấy phải đủ.
em dùng cái này nhá. Chị vót thêm. Vót thêm đi, vót đàng hoàng vào. Mình có dao mà. Đúng rồi nhỉ, mình có dao. Mình có dao có muôi đàng hoàng đây. 5 đôi, lấy thêm 2 đôi nữa. Thì cái đấy ai ăn ai xé cũng được, không sao đâu mà. Cua giòn. Giòn rồi. Giòn, kiểu những cua trước giòn lắm, không có. Anh cứ ăn cái càng này. Đấy cua càng. Ngọt. Đây càng. Ừ, quá. Lại qua là cấm nữa. Qua này. Ôi giời, đây. Đúng là không có gì ngon bằng đi làm ăn tại chỗ. Chấm miếng. Nào. Giòn không cất. Tay đôi bốc run rửa chưa đấy. Có, à, có, ê, có. Anh em lại không ăn luôn đó. Này, lấy cho thêm đúng này cho củ cái củ. Ừ. Cho cô một đôi khi cô lại vui quá. Có rượu này chúng vừa thôi. Có rượu này, có rượu này. Bây giờ không ăn để cột chén hết. Đống này có khi tí cô còn 10 mấy nghìn lon bia. Cá bống này. Ăn đi. Đấy. Cá con này gọi là cá suối này mới ngon nhỉ. Cá suối, cá cá mi à. Cá này là dầm xanh. Ừ, dầm xanh. Thôi, anh em dùng đi. Thôi, mời tất cả mọi người nhá. Của quá giòn. Mời anh nhá, mời trưởng thôn nhá. Anh Hưng nhá. Ừ. Ăn đi, ăn mì đi. Em làm bát mì ra đói quá. Đói quá rồi. Ăn món nào rồi? Đây nước chấm anh Hưng làm đi à? Có cả ướt ở trong này à? Món này. Súp mì tôm đây, ai ăn thêm thì cho vào nhá. Ừ, con cá này. Rượu chắc uống một ly thôi. Cá đi xe về nó không về được. Anh em cứ tự nhiên thôi. Thế nó tồn gì đó. Thôi, dùng đi nhỉ. Ngon luôn.